Cái gì vậy trời? Đừng nói là người này nha. Cái mặt đó còn già hơn bác của mình nữa. Bác ơi, đừng có tới con. Bác ơi, đi chỗ khác giùm con đi. Bác ơi, đừng có nhìn con bác. Trời ơi, hú hồn ông bác ơi. Em là Diễm My phải không? À, con anh là anh Hưng hả? Đúng rồi, rất là vui được gặp em. Em cũng vậy, anh ngồi đi. Em khác nhiều so với anh tưởng tượng. Vậy là em làm cho anh thất vọng lắm hả? À, không không, em rất xinh đẹp. Em muốn gì? Anh gọi cho em nhé. Cà phê nha. Em không uống cà phê được. Mấy cái nước mà nó có caffeine đó, em không uống được. Em chỉ hay uống nước ép thôi. Nước ép dầu nhé. Ờ, được rồi. Chờ chút xíu nha. Dạ. Đúng là ảnh rồi. Trên cả tuyệt vời. Ước chi gặp hay nghiết một lần. Anh cũng có nuôi một con giống cháu anh á. À, vậy hả? Nhưng mà cún của em á tên là Henrich chứ phải là Hengit. À, nhưng mà cún của anh tên gì vậy? Anh không có đặt tên, chỉ đặt là nhóc con thôi. Tự nhiên sạc. À, tên đáng yêu của nhóc con. À, anh ơi, nếu mà mình có dịp đó thì mình sẽ cho nhóc con đi chơi chung với lại Harris nhà em ha. À, chắc là hai đứa bé nó thích lắm á. Em thích xem phim gì? Ủa, sao thằng cha tiến sĩ điên nó ở đây vậy trời? Không biết do tính cách của anh nó dễ tính hay không. Anh rất thích thể loại phim... My à? Sao vậy em? Anh ơi, không mấy giờ mình đi... đi chỗ khác chơi được không? Anh thấy bữa nay trời đẹp quá nè. Mình đi chỗ khác đi anh. Nước mình chưa uống hết mà. Em uống xong rồi. Thế là đói bụng quá. Em đi ăn đi anh nha. Đi ăn đi anh nha. Được rồi. Em ăn gì? Anh sẽ chịu theo sự lựa chọn của em. Đi anh. Tí. Em ơi, tính tiền em. Tính tiền. Trời ơi, sống ra chứ gì trời. Tính tiền. Gì vậy? Đi qua đây chứ vậy? Không quen nha. Không biết nhau nha. Không quen biết nhau nha. Ô, chào ông tiến sĩ. Sao gặp ông ở đây? Nhà tôi gần đây mà, đi đâu đây? À, giới thiệu đây là My. Tụi tôi mới làm quen. À, lại gặp nhau nữa hả? Mình gặp nhau ở đây hả? À, có duyên quá ha. Buồn ngủ hả? Mới ngủ dậy. Đang uống cà phê hả? À, đang uống cà phê. Ủa, hai người biết nhau hả? Đói bụng quá. À, tụi tôi tính đi ăn. À, ông muốn đi thì đi cùng tôi. Hả? Cái thằng cha kỳ đà này giờ mới nhận ra là mình vô duyên đó hả?
Hai anh cứ nói chuyện tự nhiên đi. Coi em giống như là người vô hình là được rồi. Em uống tụi anh một ly nhé. Dạ, 50-50 hả? Em khui cho anh đó. Cà phê em còn không biết uống nữa mà. Sao em uống bia được? Em uống nước lọc thôi coi. Cười cái gì mà cười? Cười cái con khỉ nè. Ủa cô My bị sao vậy? Chỉ vì anh ngồi đây mà giờ tôi không dám đi vệ sinh chứ còn bị cái gì nữa. Tôi mà đi anh thọc gãy bánh xe rồi sao? Tôi có điện thoại. Tôi nghe điện thoại chút nha. Ờ, không sao. Anh đi đi. Anh mắc cái giống gì mà để vậy anh ngọn? Anh cười hoài vậy hả? Thì mắc cười thì cười thôi. Nhìn cô là mắc cười lắm. Tôi có gì đâu mắc cười. Anh làm anh bớt cười giùm tôi được không? Ủa bình thường tôi thấy anh bận lắm à. Ờ, sao đi dẫn người đang hoài vậy? Đúng rồi, thường ngày tôi bận lắm. Nhưng mà lâu lắm mới gặp thằng Hưng lại nha. Nên ngồi nói chuyện với nó vui. Sao có gì đâu mà vui? Anh ăn xong chưa? Anh đi đâu đi đi giùm tôi cái được không? Mình đừng có cười nữa được không? Tự nhiên mắc người ta đi vậy. Thôi, được rồi. Cô đi đi, tôi thấy cô mắc lắm rồi đó. Tôi mà đi. Anh ngồi đây, anh kể chuyện cho anh nghe hết rồi sao? Chuyện gì? Thì chuyện cô gái bất tỉnh trên bãi biển đó, rồi mấy cái chuyện khác nữa. Yên tâm đi, đi đi. Tôi không nói đâu. Thiệt không? Thiệt. Cô đi lẹ đi, chứ cô nín là bị sỏi thận đó nha. Ôi, oh yeah, bác sĩ. Đúng là mình nghề nghiệp luôn. Em, anh đi, mời em. Anh vô trước đi. Em xin phép ra kia một chút nha. Vô, vô. Trời quá đất, chua quá trời quá đất. Chua quá đất quá trời. Chua quá đất quá trời. Harry ơi, gặp em chị xúc động quá. Nếu mà sau này á chị mà có không có thời gian để mà chơi với em, chăm sóc em, lo lắng cho em đừng có buồn chị nha. Tại vì em phải nghĩ cho chị, sau này chị sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình, một người mẹ. Mày nghe nói nè. Hai bạn của tôi cũng đừng có buồn nha. Nếu như sau này tôi không còn thời gian ở bên cạnh hai bạn nữa. À, ngồi hả? Trời ơi. Sao rồi, mọi chuyện suôn sẻ hả? Hẹn hò thành công lắm đó, anh còn khen em xinh đẹp nữa. Cái gì? Thiệt luôn. Trời ơi, em nói thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, chắc nó xấu lắm hả? Sao nó khen em đẹp được vậy? Không ra, anh là rất là thành đạt, rất là phong độ luôn đó. Tôi cho cái cơ hội gặp lại không? Tất nhiên rồi. Mặc dù là anh không có nói gì hết, cũng không có biểu hiện gì hết, nhưng mà em biết rằng chắc chắn ngày mai khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh gọi là gọi cho em. Trời ơi, đi hẹn hò còn mượn tiền người ta nữa, sao gọi tới đòi đúng không? Anh này gọi rủ đi chơi rồi này nọ rồi, đi nọ không hết đồ. Hẹn hò lần nữa hả? Ui, chúc mừng em nha. Cảm ơn. Gia đình là số 1, oh oh. Gia đình là số 1, oh oh. Gia đình là số 1. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi đây, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi thay, ta vẫn muốn sát vai. Gia đình là số một, oh oh. Gia đình là số một, oh oh. Gia đình là số một, oh oh. Gia đình là số một. Gia đình mình, gia đình, hôm nay cũng chuyện linh tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ
cứ thế kháng khích bên nhau. Dù lắm lúc có ý khi vô tình, nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh em đã nói như thế là gia đình mình mãi là số 1, và gia đình mình sẽ mãi là số 1. Yeah. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. 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 Yeah. Gia đình là số 1.